chào các bạn. Trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách rất là đơn giản để các bạn có thể biết được là mình đang nói tiếng Anh đúng hay là sai. Trong video này các bạn sẽ học cách để nói đúng hay là nói sai và biết tự sửa lỗi của mình. Hãy lấy ví dụ một từ rất là cơ bản là các bạn hay nói là từ này. Rất nhiều bạn đọc là road thì các bạn không biết là mình đang đọc sai hay đang đọc đúng. Thì chúng ta hãy cùng nhau thử nhìn vào phiên âm của nó nhé. Tất cả những cái phần này liên quan đến cả cái IPA là cái bảng ký tự phiên âm quốc tế. Các bạn sẽ dựa vào phần này để các bạn tự kiểm định này. Từ này gồm có 3 âm. Âm đầu tiên là âm R. Âm tiếp theo là âm O. Và âm cuối cùng là âm D. Như vậy thì khi người ta đọc cái từ này á, tổng thể người ta sẽ đi qua cả 3 âm này. Nếu bạn đọc sai một trong 3 âm thì nó sẽ tạo thành một từ khác. Khi các bạn đọc là road, các bạn có thể ghi âm lại cái từ mà các bạn đọc và nghe lại, các bạn có thấy có điều gì lạ ở cái phần nào không? Nào, đầu tiên mình hãy cùng kiểm tra, đầu tiên là âm đầu tiên có đọc sai không? Các bạn đọc là road, không sai, đúng không? Nghe được. Âm ở giữa này, road, ô, đúng không? Trong khi cái âm ở giữa này á, nó là nguyên âm và đó là nguyên âm kép, đọc là ở, o u á, ở. Và âm cuối là âm trời. Như vậy các bạn có đọc đúng là road, là đúng cái âm r và âm trời. Nhưng các bạn đọc sai cái âm ở giữa là âm o, đọc thành âm o. Thì đấy là một lỗi mà các bạn có thể tự nghe lại. Các bạn ghi âm cái phần các bạn nói, nghe lại cái phần các mình nói đó, sau đó so sánh cả người bản xứ nói ở trong phần từ điển chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy là ô, vấn đề nó nằm ở cái âm đó, mình gặp vấn đề và mình biết mình sai ở chỗ nào. Tương tự một từ nữa là từ này, các bạn đọc là bad. Thì các bạn nhớ rằng là từ này cũng không phải là best nữa, mà nó là gì nhỉ? Nó là best, tức là nó có cả âm st ở đằng sau. Từ này cũng có 4 âm cơ. Âm đầu tiên là âm b, e, st, best. Như vậy nếu tôi đọc là best có nghĩa là mình đã thiếu mất âm ở ngay trước âm t, đúng không? Thế nên là mình thành là best, nó không có cái âm đó, best. Như vậy thì mình ghi âm lại, mình nghe lại, mình có biết là à, mình đã đọc thiếu cái âm ở trong cái phần phiên âm trong từ điển này rồi, chứng tỏ đọc như vậy á, hoặc là thiếu âm này, sai âm này, nó cũng thành ra sai từ. Hay một ví dụ khác, như trong từ ở trên bảng, mọi người hay đọc là một số học viên của mình đọc là pledge, pledge. Thì khi đọc như vậy, các bạn thấy rằng từ này gồm có mấy âm tiết. Đầu tiên mình phải xác định số âm tiết của từ. Mỗi âm tiết sẽ chứa một nguyên âm. Và trong phần phiên âm này, các bạn thấy rằng là từ này gồm có hai âm tiết. Âm tiết đầu tiên chứa nguyên âm e, clear. Và âm tiết thứ hai chứa nguyên âm r trong tiếng Anh Mỹ, jer. Như vậy là play và jer. Nếu mình đọc là pledge thì các bạn có nghe được cái nguyên âm ở đằng sau của âm tiết thứ hai không? Chắc chắn là không, đúng không? Các bạn chỉ nghe là play, play cái gì đó và pledge. Như vậy thì dường như người ta sẽ tưởng tượng là âm j trở thành một cái phần âm cuối của từ đấy chứ không phải là một âm tiết thứ hai nữa. Chính vì vậy là những bạn mà đọc là pledge, các bạn sẽ tự cảm nhận được à, từ này là từ cũng có hai âm tiết, cái dấu phẩy ở phía trước cái âm tiết nào đó thì nó sẽ là chính là cái âm tiết nhận trọng âm của từ. Và trong trường hợp này là âm tiết đầu tiên, play, đọc to hơn, cao hơn và dài hơn so với phần âm tiết còn lại, leisure, pleasure, thay vì đọc là pledge, bị thiếu mất âm r. Thì đó là một trong những cái phần bí kíp rất là cơ bản, đơn giản. Trước khi mà mình học phát âm, mình có thể tự mình kiểm định lại là mình đọc sai ở chỗ nào hay là thiếu ở chỗ nào, sai âm, thiếu âm cuối, hay là sai trọng âm, hay là thiếu mất âm tiết. Đấy là một cách rất là căn bản các bạn tự kiểm định. Còn nói về phần âm á, các bạn có thể xem lại một số cái video hướng dẫn của mình về bảng ký tự phiên âm quốc tế để các bạn nắm được rõ hơn những cái phần chung về các âm trong tiếng Anh nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và chúc mọi người thành công. Bye bye.